bắt ba nghi phạm xịt hơi cay, trói chủ nhà cướp điện thoại ở chung cư Linh Đàm. Sau nhiều ngày lẫn trốn, ba nghi phạm gây ra vụ cướp điện thoại táo tận ở chung cư Linh Đàm, Hà Nội bị bắt giữ. Sáng ngày 15 tháng 1, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan điều tra công an quận Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ cả ba nghi phạm gây ra vụ cướp tại chung cư HH1A Linh Đàm. Cụ thể, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 1987, quê tỉnh Hưng Yên, Tô Văn Tình, sinh năm 1993, quê tỉnh Quảng Ninh và Lê Duy Dự, sinh năm 1994, quê tỉnh Thanh Hóa. Theo nguồn tin, các đối tượng này bị bắt sau khoảng 7 ngày gây án và đang lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành khác nhau như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hưng Yên. Bước đầu, các đối tượng khai nhận quen biết nhau qua mạng trong hội nhóm và do thiếu tiền tiêu xài, nợ nần nên đã làm liều gây ra vụ việc trên. Trước đó, chiều mùng 8 tháng 1, ba đối tượng đã giả làm khách mua điện thoại đến nhà anh A, quê Nam Đàn, Nghệ An, ở tầng 3 chung cư HH1A Linh Đàm. Sau đó, nhóm này đã xịt hơi cay đánh trói nạn nhân và cướp ba chiếc điện thoại rồi bỏ trốn sau khi sự việc xảy ra người dân đã trình báo tới cơ quan công an và camera đã ghi lại được hình ảnh của nhóm đối tượng hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé